Hello anh em, chúng tất cả anh em đến channel của mình nha. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một con tướng Ranger trong con game My Hero Dungeon Raid. Nó chính là con tướng mà mình nghĩ nó về cái mặt xúc đam ấy khá là ok. Mình trang bị cho nó một cái cá mập, cái hàm cá mập, súng cá mập. Mình sẽ test ở một vài cái ải anh em nha. Rồi, giờ đi cho anh em xem qua bộ kỹ năng của nó, gameplay của nó luôn. Súng cá mập bắn là những tia stress tương đối mạnh, sốc đam các thứ các kiểu. Thôi đi, cố gắng đi ngoánh bốt nhanh. Nhiệm vụ của mình là ngoánh bốt, không dây dưa mất thời gian với mấy cái con quái lắt vặt này làm gì. Chạy nhanh đến chỗ bốt, cố clear 3 sao. Bằng 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 bằng. Hay em quả kỹ năng kinh không? Mình đã tìm đúng đường bốt rồi anh em ạ. Ngon. Còn bên này nhặt đồ nữa. Rồi, có cái búp này. Đấy, được đánh bốt luôn. Rất nhanh. Mà đam của anh nghe hơi mạnh luôn đấy. Đam của chị. Chị gái dùng gái dùng cung băng sột. Anh em nhìn thấy quả ulti cung băng chất lượng rồi. Bút chép không kịp ngáp. Ôi, có cái khăn choàng đỏ này. Không biết có mạnh không nhưng mà nhìn thấy là đẹp ấy. Tạo hình đẹp ấy. Không biết là mạnh hay không nữa. Tạo sung lũ đột. Quá ghê gớm. Xem bên này ăn tiếp. Ăn hết dương rồi thì mình té thôi, sang map tiếp theo. Con game này mình cũng mới tải lại để mình trải nghiệm cái con cung này anh em ạ. Dạo gần đây không có game gì chơi nên là tải con game này về chơi lại xem nó có gì hay không. Thì mấy cái con tướng khác không có gì hay không. Mà nhìn thấy con Renju này bắn kinh, di chuyển nhanh. Còn một cái dương to ở cái map này nữa, mình sẽ đi tìm nốt. Không thể để sọc được anh em ạ. Phí. Dương to chắc chắn là xung quanh đây rồi. Dương to xung quanh ta. Không thể để sọc bất kỳ một cái dương nào được. Nên đây là kịch đường rồi. Không phải đường này rồi. Hình như là cái đoạn đầu game hay sao ấy. Đây chính là cái chỗ mà ngay từ đầu game mình không sang bên trái mình ăn. Ăn hết mấy dương to. Bắc 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 bắc. Rồi cùng bắn sốc đam. Ghê gớm. Hết. Rồi phát. Đấy, ăn nó phải sạch sẽ anh em ạ. Đánh tiếp ảnh tiếp theo đi. Tiếp theo bốt bên trên. Bên trên thì vẫn phải đi đường này. Bút trong 3 phút. Bút đâu ra hết đây cho anh. Đi lên trên. Đấy, bút ngay chỗ kia kìa. Bút xác định đi. Chống cự hay là đầu hàng? Ủa, nghe con bốt này trông to chưa? Nó có những cái lưỡi mắc câu định câu cá mình ấy. Nhưng mà rất tiếc mình không phải là con mồi. Mà bạn mới là con mồi, bạn mới là con mồi của tôi. Ngon thì vào đây, dẫm vào độc của tôi đi, bẫy độc của tôi đi.
Mẫy độc này là hàng hiệu chất lượng cao, mắc câu mình mới sợ chứ. Nó bị mạnh ấy, nó đi ăn dược. Làm cái nhiệm vụ phải đi tìm cái tượng nữa. Cái tượng khác nó cũng xung quanh đây rồi. Đi nhặt cái tượng cho nó 3 sao hết. Snow tự dưng đi vào đây. Đây, cái tượng này dưới này này anh em này. Xong nhiệm vụ. Pim pim pim. Xong. Ra xem mình nhặt được cái đồ gì nữa. Nó chơi tiếp. Mấy cái áo choàng nó xịn không nhỉ? Áo choàng Blood Steel, Blood lấy cùi lắm, Run Grab. Run Grab này giống mấy cái bên này. Nhưng mà cái này dép cộng 15, mua tờ cái HP này cộng 22 cơ. Survival mẹ trừ đi. Survival mẹ trừ điểm anh em ạ. Áo choàng này thì sao? Mấy áo choàng lại cùi à? Nhặt một đống đồ các kiểu mà lại cùi. Thôi vứt tạch hết. Gần chơi mấy giờ này các bạn? Nghĩ ngợi. Đi vào đây farm mấy cái key để xem có ông nào mới có cái key đỏ không. Ông nào ông mở key đỏ mình tham dự vào chưa cái coi. Nhưng mà bây giờ có vẻ game vắng rồi anh em ạ. Tìm trận khá lâu ấy. Server 1 thì đông, mình chuyển sang server 2 mà. Server 2 vắng. Rồi, tìm mãi không thấy ai này. Vắng ở ngoài, server vắng. Mình chưa đang ít đi ấy. Giai đoạn đầu thì hay, người sau không có người chơi. Nếu mà đã không còn người chơi thì ra mở mở dương cái cho nó rực rỡ. Uầy, được hai con này anh em này. Cái con Oscuri thì mình có một con này. Bây giờ lại cho mình bỏ thêm con nữa. Ui, ôm level 40, 30 này, 38 này. Đúng là dân cày. Dân cày nó có khác. Mắc. Đấy, 4 hộp mở luôn. Dân chơi, ra vũ khí thì chơi tiếp, không ra thì nghỉ game. Ok, lên ra vũ khí thần thoại rồi, lên. Ừ, có cái gì nó mi thích nhỉ? Ripper Sky ra được mỗi cây cùi bắp ấy, mà cây Legendary tôi là tôi cần cái cây mythical cơ. Rồi, vứt. Anh em đã biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Nghỉ game. Cái cây này là cây gì? Tắm sọ. Ô, có cái dòng attack cộng 60 này kinh phết đấy chứ. Dòng này ngon anh, attack speed cộng 5. Mắc 5 stack. Wow.
Hàng này là hàng tuyển nha. Đừng đùa với nhà chùa. Này đang hơi bị to ấy. Aptech cũng 60 cơ mà. Thì mình thì nâng cấp cái đấy lên thế nào. Nếu mà trước cái kia của mình không có, mình sẽ đem cây này là vũ khí chính ấy. Sen. Sẽ nâng cấp lên là 3 sao đi, không biết có đủ vũ khí để nâng cấp không. Anh em đợi chút. Thế. Ascend này, 2 sao này. Chắc là không đủ rồi. Chỗ này còn có mấy cái. Là còn 13, 116 này. Đang có 98 luôn. Ác chiến đấy chứ, dòng vàng, dòng cam luôn này, upgrade, đang test thử luôn, đi test đã, test thử vũ khí xem như nào đã, xem một xứng đáng này tiếp tục chơi game hay không. Trông cũng vui cùi nhở. Rồi nào. Trông không hầm hố bằng cái súng cá mập của mình rồi. Có một bắn nhân tỏi này cơ mà. Xung có mập nó bắn một quả giáp cũng ngon. Nó có hình xuyên giáp. Nhưng mà nếu mà hai cái mà thì chắc là nó cũng cộng dồn vào cho nhau ấy. Dồn điểm cho nhau nên chắc vẫn là ngon hơn những cái cũ. Giận vẫn kịp là cứ phải gọi là thời gian. Nam nó vẫn phải gọi là ok ok. Mạnh không nhé? Mạnh quá chứ, súng nó mập mạnh mà. Cái kia nằm phụ trợ cho mình để lấy nội tại cũng được. Nhưng mà hơi buồn, không ra cái cung băng. Dù súng cá mập mà mạnh đây nhưng mà cung băng vẫn xịn hơn. Thế là thôi, chắc là bye bye anh em thôi. Hẹn gặp lại anh em vào những clip sau nha. Bye bye anh em.